Rồi hello anh em nhé. Đó thì anh trai vừa có hỏi nổ máy trước Rebel. Đây chiếc Rebel 1LC170 anh nhé. Đây nói về dòng này thì là dòng bản đồ nha anh. 170 phân khối có két nước làm mát. Đây anh này. Két nước làm mát dòng bản đồ hai đĩa trước một đĩa sau nhé. Có cảng chống đổ đầy đủ cho mình hai bô hai máy. Đó máy hai bộ chế luôn này. Đó 170LC. Nó xe đang còn rất là đẹp luôn. Đó máy móc thì bao ok cho anh nhé. Đó con này thì vào có một số món đồ của Super hoặc lay sẵn cho anh luôn rồi. Đó đôn ghi đông này, đó ghi đông tay ngang này, đó đồng hồ điện tử này. Đó đèn này, túi bao da này, nó phuộc này, anten này, đầy đủ hết nhá, hai đĩa trước một đĩa đằng sau. Két nước là mát đầy đủ hết luôn nhá. Đây này, nó két nước là mát. Em quay sơ một vòng xem em sẽ lổ máy test máy cho anh nghe nhá. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ không thiếu thứ gì cả nha anh. Đó đây có hai bộ chế luôn nhá. Đó bộ chế hai bộ chế này. Đó máy móc hai bô chéo luôn nhá. Đây chéo này, bô chéo này. Bô chéo luôn. Con này được đăng ký biển thành phố, đó 59L101693. Đó, vào đồ rất là đẹp luôn nha. Đó bây giờ em test máy cho anh nghe này. Đó, đây nhẹ cái là lỗ luôn nha anh nhá. Đó, máy móc thì bao ok cho anh luôn. Đang lỗ máy luôn nha anh nhá. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ không thiếu thứ gì. Đó, xe đang lỗ máy luôn. Đó, máy cực kỳ là êm anh nhá. Đó, xe đang lỗ máy. Đèn anh này, đó đèn siêu sáng luôn nhá, mọi chức năng hoạt động đầy đủ cả, không thiếu thứ gì. Xi nhan này, xi nhan này, có đèn bình xi nhan không thiếu nhanh nhá. Đó, xe đang lổ gang ti luôn này, đó đang lổ gang ti luôn nhá, máy cực kỳ là êm nhá. Đó, anh thích thì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp em nhá. Đó, xe đang rất là đẹp luôn. Cho anh luôn nhá.